Hello cả nhà, lại là em đây, lại là chàng béo dễ thương đây. Hôm nay em vào bếp, em nấu canh, em kho thịt. Nấu canh kho thịt. Đây. Wow. Còn đem đang nấu canh các chị ơi. Wow. Quá ngon luôn. Hello các chị mà các anh chị buổi trưa ăn hành gạo lứt cùng em nha. Đây là hành gạo lứt có chà bông nữa nè. Còn đây là bánh nữa nè, bánh gạo lứt nè, ha. Nhóc luôn. Wow. Ngon lắm anh chị ơi. Cái này có này ngọt ngọt mà có mặn mặn ngon lắm. Ngon quá vậy. Em thích nhất là cái chà bông. Ngon. Ngon lắm. Ngon tuyệt vời luôn. Hello các anh chị nha. Thì em đang kho thịt. Nhưng mà mình kho thịt thì mình phải nêm gia vị. Mà không biết là nó vừa ăn chưa. Để em coi nó vừa ăn chưa các anh chị. Mình phải nêm cho biết cái gia vị nó vừa ăn chưa chứ. Nếm miếng chưa biết để thêm cục nữa. Trời ơi, cái này em nêm mà em nêm không biết nó vừa ăn chưa. Vừa ăn rồi đó chị. Đèo tiền. Chứ không vừa ăn mà hết nó chảo luôn. Đèo mà. Hello các anh chị, mà các anh chị ăn chuối buổi trưa cùng em. Rồi lắm em ăn chuối các anh chị. Ngon. Ngon mà. Ngon không? Quá tuyệt vời luôn. Tết đã về rồi. Thấy hết mà. Wow. Lâu lắm mà em mới ăn đùi gà các anh chị ơi. Mà các anh chị ăn đùi gà cùng em nha. Đây là chén nước chấm luôn. Lâu lắm mà em mới được ăn đùi gà luôn. Chấm. Uống nước lọc. Quá ngon. Quá tuyệt vời luôn. Thay nước hồ cá mới, đầu tôi thêm mấy con cá đẹp mới các anh chị, quá trời đẹp luôn nè. Để em đùa cho cá qua đây cho anh chị coi nè nha. Em bày cá luôn các anh chị, thấy không? Mà em đụng tới đâu chạy tới đó. Em mới đầu tư cá thêm mà. Các chị thấy không? Đó. Đó các chị nè, đó đẹp không? 2, 3, tôi xin kể câu chuyện chàng béo quê miền Tây, sống quanh năm vui tươi với ruộng đồng, với xóm làng ai cũng thương mến. Yeah. Tối buồn quá à. Tối em buồn, ngồi nằm hát, nó buồn. Buồn. Nhưng mà vui. Hát xong cảm thấy vui. Tính như em cũng xàm lắm chứ bộ. Cái này là cái gỗ tre anh chị, đây là cá nè, nào có mấy gỗ tre em chút cá lên em coi á, có con nào đẹp không á nè, em chút thử nè. Ý nọ gỗ cá luôn, cái mình thả xuống. Chút thử cái gỗ cá luôn, cái mình thả xuống. Như thế này, cái này mình vớt ba cái cặn á các chị nè, cá đẹp đẹp không các chị thấy không nè.
đẹp chưa? Hiểu gì mà. Làm gì đang đi ôm cái dừa vậy trời? Trời ơi trời, tao đang đi tao thấy trời gió lớn quá, nó sợ bay, tao ôm cái dừa cho nó chắc. Tưởng mày cả bão cấp 5 mình chưa bay mày được nữa. Thiệt không? Sao mà không thiệt? Vậy tao ra à? Ừ. Trời ơi trời, tao sợ gió bay, tao ôm cái dừa đây mày ơi. Hiểu gì mà. Hello nhà, đây em có cái cần xé, giờ em sẽ đi đựng mặn bỏ cần xé nè. Nào lấy mặn bỏ cần xé. Đó. Công việc nhẹ các chị ơi, công việc em rất là nhẹ luôn. Đó, bỏ mặn vô. Cất mặn vô nha. Rồi bây giờ mặn đầy rồi. Người ta đi, bắt đầu em đem đi xuống dưới dừa. Em đem xuống dưới dừa các anh chị. Thấy vỏ mặn thấy cưng không? Hiểu gì mà. Mà các bạn buổi sáng phải lan cùng em nha. Ôi. Phải lan ngọt. Ngon. Quá ngon. Quá tuyệt vời luôn. Hiểu gì mà.